Và như vậy, hiệp thi đấu đầu tiên của trận thi đấu giữa FC Quang Minh và FC Hồng Hải đã được bắt đầu. Trận đấu tiếp tục, dứt điểm. FC Hồng Hải đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Goal! Và như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số đến với các cầu thủ FC Quang Minh. Và người ghi bàn đó chính là số 9 Vũ Ngọc. Bàn thắng mở tỷ số rất sớm của các cầu thủ FC Quang Minh, một pha chớp thời cơ rất hay của Vũ Ngọc. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Vũ Hải, dứt điểm. Ở trên bảng xếp hạng thì các cầu thủ FC Hồng Hải đang đứng ở vị trí thứ 3. Cố không vào. Cố không vào. Để có thể tạo được cơ hội đến với Hồng Hải, dứt điểm vào. Đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ FC Hồng Hải và người ghi bàn đó là số 2 Tuấn Rồng. Một pha phối hợp rất hay đến từ phía các cầu thủ áo xanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp vừa rồi. Một pha vỉa má Thiên Ánh. Thì mỗi đội sẽ thi đấu 4 lượt trận. Đá phạt dành cho cầu thủ Hồng Hải. Phối hợp tốt cho các cầu thủ áo xanh. Đường vào. Vẫn còn, dứt điểm. Vũ Ngọc dứt điểm. Và đúng như dự đoán, Vũ Ngọc đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các cầu thủ FC Quang Minh. Một pha phối hợp đá phạt rất tay của các cầu thủ áo vàng. Phải nói đến pha dứt điểm sệt của Vũ Ngọc là rất hiểm. Thiên Ánh dứt điểm. Không có lỗi, Vũ Ngọc. Rồi, không vào. Nam Hy dứt điểm. Góc sút cũng là rất rộng. Dứt điểm. Không phải, dứt điểm. Lê Kỵ và thủ thành Lê Thảo. Quả người tốt. Không được. Các cầu thủ FC Quang Minh phản công. Vẫn là Lê Kỵ. Quả người tốt. Không được. Pha thi đấu rất lăn xả của đội trưởng Vũ Hải. Dứt điểm. Thiên Ánh, Quân Bi dứt điểm. Của FC Hồng Hải đang dâng lên rất cao. Đường vào. Vũ Ngọc có hat-trick không? Một pha xử lý rất fair play của Vũ Ngọc khi đã thả bóng và công nhận bàn thắng dành cho số 8 Vũ Hiền. Như vậy là power play, một con dao hai lưỡi. Và các cầu thủ FC Hồng Hải đã phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình. Thiên Anh, Tuấn Rồng. Và như vậy trọng tài đã nổi còi kết thúc trận thi đấu giữa FC Quang Minh và FC Hồng Hải. Chúng ta cùng chúc mừng FC Quang Minh đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước các cầu thủ FC Hồng Hải.